Hello mọi người, xin xin giới thiệu với mọi người, đây là cái nấm chân dài ha. Nấm chân dài thì tên tiếng Anh còn gọi là Big Cup Mushroom, có nghĩa là cái giống như là cái hình cái chén, một cái chén lớn. Thì thông thường thì cái đường kính của cái nấm này có thể từ 5 đến 20cm, chiều cao thì khoảng từ 3 đến 10cm. Về cái giá trị dinh dưỡng á, thì cái nấm chân dài là một loại nấm ăn cao cấp, nấm ăn cao cấp nha mọi người, vì nó chứa nhiều thành phần đạm. Nếu mà cái protein trong cái nấm chân dài thì nó chiếm khoảng 32% trọng lượng khô, và nó có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và một số axit amin thiết yếu cho cơ thể, cho nên là rất là tốt cho sức khỏe. Về cách chế biến thì cái phần mình có thể chế biến nhiều món ăn, ví dụ như là xào hoặc là nấu lẩu, ăn lẩu hoặc là hầm xương, nấu canh, đặc biệt thì nấu canh hải sản rất là ngon nha mọi người. Ngoài ra thì cái phần thân của nấm chân dài nó có cái giống như là nó dai, cho nên là có một số người ta có thể sử dụng để chế biến làm nhân, ví dụ như là nhân một số loại bánh hoặc là nhân nem làm xin lỗi làm gì chả, giống như là chả vậy đó. Một số món mà nó hơi đặc biệt, nhưng mà bình thường thì mình sẽ sử dụng, mình sẽ chế biến xào và nấu canh hoặc là hầm là chủ yếu. Và đặc biệt là cái nấm chân dài thì cái vị nó thơm và cái vị nó rất là ngọt. Nói chung là Xuyến không biết là so sánh sao, nhưng mà bản thân Xuyến cảm nhận nó rất là ngọt và nó rất là giòn. Giòn mà mình cảm giác mình khi mình nhai là nó sực sực vậy đó. Nhưng mà một điều lưu ý là mọi người, khi mà mình sơ chế nấm chân dài thì do ở đây nấm chân dài khi mà trồng mình có phủ lên một lớp đất, mặc dù cái đất này cũng là Xuyến cũng đã lựa chọn cái đất sạch và có xử lý phơi nắng để diệt mầm bệnh, diệt vi khuẩn trước khi mà mình phủ lên đây để hạn chế cái sự lây nhiễm cho cái bịch nấm. Tuy nhiên thì trong đất thì mình cũng không biết được cái gì trong đó, cho nên là khi mà mình sơ chế thì mọi người nên ngâm qua nước muối nha, cho đảm bảo nó an toàn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của Xuyến. Nếu như mọi người có quan tâm đến những chia sẻ về nấm ăn và nấm dược liệu của Xuyến thì mọi người có thể theo dõi cái kênh YouTube này của Xuyến, hoặc là có thể vào cái đường link phía dưới để mà về cái trang Facebook của Xuyến, mình có thể kết bạn với nhau và trao đổi với nhau nhiều thông tin hơn. Đây, giờ mời mọi người tham quan một phòng nữa. Thì cái phần này hôm nay Xuyến thu hoạch nó cũng tương đối là nhiều rồi. Có những bịch thì nó mọc lên rất là nhiều nấm thì cái nấm nó sẽ không được to, còn nếu như bịch nào mà nó chỉ mọc một cái nấm, một hai cái nấm thì cái nấm sẽ rất là to và rất là mập, mập giống như Xuyến gì đó. Đây rồi, tạm biệt mọi người nghe, cảm ơn mọi người đã theo dõi.